Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc của chương trình Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do truyền hình Công an nhân dân ANTV phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an các đơn vị địa phương trên cả nước đã tích cực tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy nổ đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Huyện Việt Yên là địa bàn trọng điểm công nghiệp của tỉnh Bắc Giang, có 4 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp, ước tính có khoảng 3,3 nghìn nhà trọ, nhà cho thuê. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an toàn ở địa bàn này luôn được đặc biệt quan tâm chú trọng. Chúng tôi sẽ phản ánh chi tiết nội dung này trong chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua. Vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 24 tháng 9, đã xảy ra sự cố công trình tại địa chỉ 133/1, đường Bình Cuối, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, căn nhà này có diện tích 130m², quy mô 4 tầng và sân. Kết cấu gồm vách gạch, sàn và mái bê tông cốt thép. Ngày 24 tháng 9, công trình đang trong quá trình sửa chữa thì bất ngờ bị đổ về phía đất trống trước nhà. Khi xảy ra sự cố, hai người đã thoát được ra ngoài, 7 người còn lại bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời có mặt, sử dụng các thiết bị chuyên dụng, chạy đua cùng thời gian để giải cứu các nạn nhân. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, các nạn nhân đã được đưa ra ngoài, trong đó có 2 người bị thương nặng. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng thuộc phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 2 giờ sáng ngày 25 tháng 9. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người nên khi phát hiện, người dân xung quanh đã vội hô hoán. Ngay sau đó, 3 người trong căn nhà nhanh chóng chạy lên tầng 3, qua ban công, leo sang nhà hàng xóm để thoát nạn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt, khống chế ngọn lửa cháy lan. Sau khi dập tắt đám cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy phát hiện một người tử vong là giúp việc của gia đình. Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 26 tháng 9, đã xảy ra cháy tại số nhà 11 nằm sâu trong ngõ 85, phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà bị cháy có diện tích khoảng 20m², cao 3 tầng, 1 tùm. Do diện tích chật hẹp, lại có nhiều đồ đạc, nên khi xảy ra cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng cháy lan lên phần trên của tòa nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an quận Đống Đa nhanh chóng đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy. Do nhà cháy nằm trong ngõ hẹp, nên lực lượng chức năng đã gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận chữa cháy. Sau khoảng 15 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tại địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nhận thức rõ những nguy cơ cháy nổ đối với loại hình nhà ở, nhà trọ trên địa bàn. Do đó, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân từ chủ quan cho đến khách quan, nên loại hình nhà trọ trên địa bàn hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Thực tế này đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của các cấp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đến mỗi người dân trong việc kiểm tra, rà soát và khắc phục các yếu tố để đảm bảo các cơ sở này hoạt động một cách an toàn và hiệu quả. Một buổi tuyên truyền tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn huyện Việt Yên. Hội nghị đã thu hút rất đông các chủ cơ sở đến tham gia. Nhiều ý kiến và những thắc mắc cần giải đáp đã được các chủ cơ sở nêu ra và được đại diện chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng giải đáp. Chính sự có mặt đông đủ của các chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ như thế này đã cho thấy sự quan tâm đến công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là sau các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước. Gia đình nhà chúng tôi là có hiện tại là có 22 căn hộ để cho thuê, và cũng thấy là thời gian vừa rồi là cũng xảy ra những nhiều vụ việc là rất chi là bức xúc về phòng cháy chữa cháy cũng như là ảnh hưởng nhiều đến tính mạng. Vụ thanh xuân vừa rồi mà ủy ban huyện cũng rất chi là quan tâm đến những gia đình có những nhà trọ tương tự như vậy, và hôm nay cũng ra vụ hội thảo này, tuyên truyền này để mọi gia đình để nắm được và rút ra những kinh nghiệm quý báu để làm sao hạn chế tối đa cái về phòng chống cháy nổ, về tính mạng con người, về đảm bảo an toàn tài sản cho những người ở trọ. Cho nên là chúng tôi hôm nay cũng tích cực đến tham gia và hưởng ứng mà tìm ra được nhiều điều
bổ ích trong thời gian vừa rồi. Anh Thân Văn Thái, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, đến tham dự buổi hội nghị một cách nghiêm túc. Gia đình anh có hàng chục phòng trọ đang hoạt động cho thuê. Do đó, anh Thái nhận thức rất rõ về hiểm họa do cháy nổ gây ra nếu không làm tốt công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Tôi là chủ trọ thì tôi cũng đã ý thức được những cái vấn đề là an toàn cho tất cả mọi người là rất là quan trọng. Đấy, bên cạnh cái việc phát triển kinh doanh mình còn phải đảm bảo cái tính an toàn, tính mạng cho tất cả mọi người cư trú trong gia đình nhà mình. Thì tôi cũng đã có định hướng cũng như là có sự chỉ đạo của các cấp Ủy ban Nhân dân xã Tăng Tiến và các đồng chí bên phòng cháy chữa cháy của tỉnh, của huyện. Thì là đã đến gia đình là động viên là tất cả những nhà cũ đó phải nâng cấp. Tức là toàn bộ là những cái hệ thống mà chỗ thang, chỗ hành lang là toàn bộ sen hoa tôi sẽ cắt hết và sẽ đầu tư thêm cái phần thoát hiểm thang dích dắc để đảm bảo cái tính mạng cũng như là cái sự an toàn, yên tâm cho tất cả những người cư trú trong gia đình tôi. Đây là khu nhà trọ 7 tầng với 45 phòng trọ được gia đình anh Thân Văn Thái hoàn thiện để đưa vào hoạt động kinh doanh. Ngay từ ban đầu khởi công công trình này, anh Thái đã nhận được sự tư vấn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để đảm bảo tuân thủ các quy định và điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy. Anh Thái dành một phần diện tích đất bên ngoài tòa nhà để làm khu vực để xe máy, xe đạp điện, đảm bảo thông thoáng. Đồng thời cũng có nội quy yêu cầu không cắm sạc xe điện sau 11 giờ đêm. Đây là khu để xe của nhà xe được cách bạch riêng so với khu ở. Và tương lai ở bên trong thì thiết kế thêm một cái bể nước của bên phòng cháy chữa cháy. Thì là kinh doanh nhà trọ thì đa phần đến 95% chúng tôi dùng đòn bẩy tài chính là vay ngân hàng. Cái lãi suất cũng như là cái áp lực về tài chính của hàng tháng của chúng tôi rất là cao. Nhưng vượt lên tất cả những khó khăn, gia đình chúng tôi nói riêng và toàn bộ các chủ trọ của Ủy ban Nhân dân xã Tăng Tiến sẽ cố gắng bắt kịp cũng như là nâng cấp làm sao cho nó đảm bảo an toàn về vấn đề phòng cháy cháy nổ. Cái vấn đề quan trọng nhất mình là một người chủ trọ và phải có trách nhiệm đó là tuyên truyền. Trước khi các bạn ấy vào là có tuyên truyền là phòng của bạn như thế nào, cách khu vực thoát hiểm ra làm sao và gần các bạn có những cái bộ tiêu lạnh cũng như có hệ thống bình xịt sữa khẩn cấp là ở cách các bạn bao nhiêu mét và hướng dẫn các bạn ấy là đưa các bạn đi là vị trí đó khi xảy ra vấn đề sự nổ trong quá trình nấu ăn, cháy nổ nếu có thể xảy ra là các bạn đã phương hướng xử lý như nào và gọi khẩn cấp cho ai. Tuy nhiên, không phải khu nhà trọ nào chủ cơ sở cũng có điều kiện để đầu tư bài bản và nghiêm túc. Trên thực tế, tại địa bàn huyện Việt Yên cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước cũng có hàng nghìn khu nhà trọ, nhà cho thuê xây dựng từ năm 2017 đến nay. Các nhà trọ đều có diện tích nhỏ, hẹp, được xây dựng tự phát, đa số không theo quy hoạch. Các chủ cơ sở chỉ tính toán làm sao để có nhiều số phòng trọ đưa vào kinh doanh, thu lợi nhuận mà không quan tâm đến sự an toàn về phòng cháy chữa cháy. Chính vì thế, các cơ sở đều chưa chú trọng đến lối thoát nạn, chỉ có một cầu thang bộ trong nhà. Một số nhà trọ hàn khung, lồng sắt dạng chuồng cọp nhằm phòng ngừa trộm cắp tài sản nhưng lại gây cản trở công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Vâng, đây là khu nhà trọ với hàng chục hộ đang cho thuê, đã được chủ đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước đây. Do vậy là tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy không đáp ứng. Và giờ đây thì chủ cơ sở đã nhận thức được những nguy cơ về cháy nổ đối với loại hình như thế này. Và trong thời gian tới đây thì toàn bộ mái tôn sẽ được gỡ bỏ để mở lối thoát nạn thứ hai, đáp ứng an toàn về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Khu nhà trọ này cao 5 tầng, được xây dựng vào năm 2019 với gần 40 phòng trọ đang hoạt động. Tòa nhà chỉ có một lối cầu thang bên trong tòa nhà. Với hơn 100 con người sinh sống bên trong, nếu không may xảy ra sự cố cháy nổ, việc thoát nạn là điều không thể. Từ công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như các bài học đắt giá từ những vụ cháy đã xảy ra tại nhiều địa phương, chủ cơ sở này đã quyết định sẽ cải tạo, sửa chữa, mở lối thang bên ngoài tòa nhà làm lối thoát nạn thứ hai. Cái nguy cơ cháy nổ ở cái địa bàn nơi có nhiều công nhân trọ này rất là cao. Thì chúng tôi xác định cái nhiệm vụ trọng tâm đó là vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn, vừa tuyên truyền cũng như là tập huấn cho các cái chủ nhà trọ và các cái hộ kinh doanh trên địa bàn làm sao làm tốt cái công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Ví dụ như ở đây là nhà anh Thân Văn Thái là một chủ nhà trọ thì cũng có những cái khu nhà trọ anh đã xây dựng từ rất là nhiều năm trước. Và khu mới thì hiện tại thì về ý thức thì sau khi được tuyên truyền hướng dẫn thì đối với khu nhà trọ cũ về cái điều kiện bây giờ thì nó lại không đáp ứng được cái quy định về phòng cháy chữa cháy mới. Thế chính vì vậy là những cái
gì mà khắc phục được là chủ nhà trọ đã có ý thức để làm sao khắc phục cái điều kiện đảm bảo để cho người công nhân ở trọ được an toàn. Thực tế, loại hình nhà trọ cho thuê tại huyện Việt Yên cũng như nhiều địa phương khác có một đặc điểm chung, đó là khi địa bàn có khu công nghiệp hoạt động, nhận thấy nhu cầu nhà trọ của công nhân tăng cao, người dân địa phương xuất phát từ làm nông đã đầu tư xây nhà trọ cho công nhân thuê. Các gia đình tận dụng diện tích đất sẵn có, đầu tư xây dựng nhà trọ với mức kinh phí hạn hẹp, việc xây dựng cũng hoàn toàn tự phát. Do đó, các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy của các công trình không được đảm bảo. Quá trình hoạt động cũng phát sinh nhiều bất cập, do đó nguy cơ cháy nổ là rất lớn. Với cái thứ nhất về cái nhận thức của nhân dân về cái pháp luật phòng cháy cháy, cái hai người dân đều xuất phát từ làm nông, có đất rộng không là tự xây lên từ có nhà 1 tầng, 2 tầng, xong đến để lại 4 tầng, có nhà đến 5 tầng. Nhưng mà khi tự xây dựng không xin giấy phép, nên là khi đi vào hoạt động là nó chưa được đảm bảo an toàn cháy. Bên cạnh đó thì cái về cái cách quản lý thì bây giờ thì một số hộ là bây giờ là khi con cái xây lên cho bố mẹ ở nhà nhân tiện trông cháu rồi trông nhà luôn, nên khi cơ quan chức năng đến kiểm tra hướng dẫn cũng rất là khó, lại phải đợi con tôi về rồi là tôi không biết cái này là gì đâu. Thì với cái sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan chức năng, nhà trọ nào còn những cái tồn tại thiếu sót thì trong thời gian tới cho một cái thời gian ngắn để cho khắc phục. Nếu các đối với nhà trọ nào mà không đủ điều kiện phòng cháy hoặc là không khắc phục theo những hướng dẫn của các cơ quan chức năng thì cũng sẽ tiến tới tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động. Với tinh thần chỉ đạo đó là nghiêm cấm các hình thức hợp pháp hóa đối với sai phạm trong xây dựng nhà trọ. Theo đó, huyện Việt Yên đang triển khai quyết liệt từ tuyên truyền, vận động đến kiên quyết xử lý vi phạm, dừng hoạt động với các công trình không đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Trong đợt cao điểm tổng kiểm tra rà soát lần này, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang sẽ đồng hành cùng các chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng cơ sở, nhằm hướng đến mọi cơ sở dù xây dựng trước hay sau năm 2020 đều phải thực hiện quy định đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và được quản lý theo phân cấp. Liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, điều quan trọng đầu tiên đó là chúng ta cần làm tốt công tác phòng ngừa. Và trong trường hợp có sự cố cháy nổ xảy ra thì mỗi người dân cần trang bị cho mình, cho gia đình mình những kiến thức về kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm. Những trường hợp thoát nạn an toàn trong sự cố cháy chung cư mini xảy ra tại Thanh Xuân, Hà Nội vừa qua đã cho thấy bài học này. Chuyên mục Bạn Nên Biết hôm nay sẽ là những tư vấn hữu ích về kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ xảy ra đối với loại hình chung cư, nhà cao tầng. Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi. Những thông tin trong chuyên mục Bạn Nên Biết đã khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình này tuần sau.